Thưa quý vị, phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu tại phiên thảo luận về dự án luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã tiếp thu ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, góp phần hoàn thiện dự thảo luật, đồng thời làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Giải thích từ ngữ trong dự án luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết, cơ quan soạn thảo sẽ phối hợp với cơ quan thẩm tra, rà soát, sửa đổi, bổ sung, bảo đảm thống nhất, chính xác, chi tiết để giải quyết mối quan hệ giữa công nghiệp quốc phòng an ninh với động viên công nghiệp và một số chính sách liên quan. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, xác định đối tượng động viên công nghiệp là các doanh nghiệp ngoài lực lượng vũ trang, trong đó xác định phát triển công nghiệp dân sinh, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội là chủ yếu. Chúng ta xác định cái đối tượng động viên công nghiệp là các doanh nghiệp ngoài lực lượng vũ trang. Nói như đại biểu Chí nói hay là nói chính xác hơn thì chúng tôi dùng cái là công nghiệp dân sinh, mà công nghiệp dân sinh chủ yếu phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội là chủ yếu. Báo cáo với các đồng chí như vậy, chúng tôi xác định như thế. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng tiếp thu giải trình ý kiến của đại biểu liên quan đến cơ chế đặc thù của công nghiệp quốc phòng an ninh, chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài, chính sách hậu phương quân đội, nguồn lực bảo đảm cho công nghiệp quốc phòng, chính sách về cơ sở quốc phòng nòng cốt, quy hoạch đất quốc phòng, an ninh. Nhân dịp thăm chính thức Nhật Bản, sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân cùng Thống đốc thành phố Tokyo bà Koike Yuriko đã tới thăm nhà hàng Bánh Mì Xin Chào do hai cựu lưu học sinh Việt Nam khởi nghiệp và đang đạt được những thành công nhất định. Nhà hàng Bánh Mì Xin Chào do hai anh em ruột Bùi Thanh Duy, 37 tuổi và Bùi Thanh Tâm, 32 tuổi, người gốc Quảng Nam, thành lập từ năm 2016. Đến nay, thương hiệu Bánh Mì Xin Chào đã phát triển thành chuỗi 15 cửa hàng trên toàn nước Nhật Bản. Qua đó, giới thiệu ẩm thực đặc sắc của Việt Nam ở xứ sở hoa anh đào, đồng thời quảng bá văn hóa và cả tinh thần nhiệt huyết, trí tuệ của tuổi trẻ Việt Nam đến với đất nước Nhật Bản. Trao đổi với các vị khách tại đây, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao và cảm ơn bà Thống đốc và các thế hệ lãnh đạo thành phố Tokyo đã tích cực thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa thành phố Tokyo với các địa phương Việt Nam, nhất là với thủ đô Hà Nội, trong các lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp người Việt Nam kinh doanh khởi nghiệp ở Tokyo. Thống đốc Tokyo Koike Yuriko chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội đàm rất thành công với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và hai nhà lãnh đạo đã ra tuyên bố chung nâng cấp mối quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Thống đốc tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, tạo dấu ấn đặc biệt quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước. Bà Koike cũng cho biết thành phố Tokyo hiện đang triển khai hệ thống chống ngập lụt với công nghệ cao, sẵn sàng hợp tác và triển khai với các thành phố của Việt Nam. Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn bà Thống đốc tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt làm ăn, sinh sống, học tập tại Tokyo, đồng thời cảm ơn lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp lớn Nhật Bản đã và luôn dành sự quan tâm cao tới Việt Nam. Chiều nay tại trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Đổi mới Brazil Luciana Santos. Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, trao đổi về kết quả triển khai, thỏa thuận hợp tác giữa hai đảng thời gian qua. Nhất trí, hai đảng cần tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực, thúc đẩy hợp tác hiệu quả, đóng góp thiết thực vào sự phát triển quan hệ giữa hai nhà nước và nhân dân hai nước. Nhân dịp này, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung và Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Đổi mới Brazil cũng nhất trí hai đảng sẽ tăng cường phối hợp và hỗ trợ tổ chức các hoạt động hợp tác, giao lưu hữu nghị và kỷ niệm trọng thể 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Brazil trong năm 2024. Chiều nay, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng đã có buổi tiếp ông Volkov Alexei Alexandrovich, Chủ tịch Ủy ban Giám định Tư pháp Nhà nước Cộng hòa Belarus. Thời gian qua, hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai nước đã đi vào chiều sâu, trao đổi, thống nhất được các biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác và thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao của hai bên và thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực hoạt động giám định tư pháp giữa hai nước. Ông Volkov Alexei Alexandrovich khẳng định sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bên trong công tác giám định tư pháp đã góp phần làm sâu sắc, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Belarus-Việt Nam ngày càng bền vững, phát triển.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái mong muốn hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục có những bước phát triển thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa quan hệ hợp tác hai nước lên tầm cao mới, không chỉ trong lĩnh vực giám định tư pháp mà còn về hợp tác kinh tế trong các lĩnh vực khác. Đầu tư cho giáo dục chưa bảo đảm tỷ lệ tối thiểu 20% theo yêu cầu của Nghị quyết số 29 và Luật Giáo dục 2019. Tình trạng thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ở cấp học mầm non, phổ thông còn phổ biến. Đây là những nội dung được thảo luận tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện 10 năm Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo diễn ra vào chiều nay. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp. Dự thảo đề án trình tổng kết Nghị quyết 29 Trung ương về đổi mới căn bản giáo dục đào tạo nhận định rõ thành tựu quan trọng trong 10 năm thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo là những đóng góp lớn vào việc nâng cao dân trí, đội ngũ nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Tuy nhiên, nhiều mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết 29 vẫn chưa đạt được như số lượng, cơ cấu đội ngũ giáo viên còn bất cập, lương giáo viên còn thấp so với mặt bằng chung, tình trạng thiếu cơ sở vật chất, thiết bị học tập còn phổ biến. Đầu tư cho giáo dục chưa bảo đảm tỷ lệ tối thiểu 20% theo yêu cầu của Nghị quyết 29 và Luật Giáo dục 2019. Việc đầu tư ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học còn rất thấp. Nhiều cơ sở giáo dục đại học công lập không có đủ nguồn tài chính cần thiết để bù đắp chi phí đào tạo và tái đầu tư để nâng cao chất lượng đào tạo. Những vấn đề về tự chủ, đổi mới sách giáo khoa, chương trình, tự chủ đại học vẫn là những vướng mắc trong đổi mới giáo dục. Tổng thể làm rất tốt rồi, nhưng chỉ riêng đi vào 60 điểm, chúng ta cũng điều chỉnh thêm. Đổi mới căn bản đấy, đã thực sự căn bản hay chưa? Và đã thực sự toàn diện hay chưa? Thì đây là điểm, tôi thấy là trong báo cáo tổng kết có lẽ cũng nên đi sâu, phân tích hơn. Cái quy hoạch nhân lực và cái định biên cho cái chương trình phổ thông mới là chúng ta phải làm chậm. Và dẫn đến các môn mới thì người ta không thể đào tạo được nếu như mà không có cái vị trí việc làm. Cái này nó cái đào tạo giáo viên nó khác với cả cái lĩnh khác. Cho nên dẫn đến việc mà nó có vấn đề hiện nay một số đơn vị họ có đề cập đến là thiếu giáo viên môn này môn khác, cũng một phần là do cái định biên nhân lực cho cái chương trình giáo dục phổ thông là nó thiếu đồng bộ với cả cái việc ban hành cái chương trình phổ thông thành của ta. Từ công nhận của xã hội, của phụ huynh học sinh về cái kết quả giáo dục đào tạo trong những năm vừa qua và cái việc mà chúng ta thay đổi cái dạy và học cũng như là việc mà sử dụng chương trình nhiều sách giáo khoa. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng Nghị quyết 29 đã đặt ra các mục tiêu rất cụ thể. Tuy nhiên, sau 10 năm, nhiều vấn đề đặt ra trong Nghị quyết 29 đến nay vẫn còn tồn tại như vấn đề liên thông trong đào tạo, cơ chế chính sách tài chính cho giáo dục, giáo viên, những bất cập trong quản lý chất lượng, cơ cấu, khả năng huy động nguồn lực xã hội cho giáo dục, đào tạo vẫn tồn tại, vấn đề giáo dục công tư. Qua công tác tổng kết này, chúng ta cần nhìn nhận và gia cố thêm những giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo theo đúng tinh thần Nghị quyết 29 yêu cầu. Sáng nay tại Thái Nguyên, Quân khu 1 đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2023. Năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 1 lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Nổi bật là việc thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, định hướng tư tưởng cho bộ đội trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, phát sinh đột xuất, đạt kết quả tốt. Công tác kiểm tra, giám sát trong khắc phục khuyết điểm sau tự kiểm điểm và kết luận thanh tra, kiểm tra gắn với đổi mới mạnh mẽ phương pháp, tác phong công tác theo hướng sâu sát cơ sở, tiếp thu giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của các tập thể cá nhân. Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội, yêu cầu tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 1 báo cáo kết quả kiểm điểm của Ban Thường vụ với Đảng ủy và thông báo cho các cấp ủy trực thuộc, xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm hạn chế đã chỉ ra để tạo sự chuyển biến tích cực về mọi mặt, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và toàn Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hôm nay tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, chương trình giao lưu hữu nghị giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chính hiệp các tỉnh khu tự trị biên giới hai nước lần thứ hai đã được tổ chức. Năm 2023 là năm kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Do đó, hai nước tăng cường giao lưu hữu nghị, hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực.
mong muốn không chỉ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc ở cấp trung ương mà còn ở các cơ quan, địa phương, nhất là các địa phương biên giới, đồng thời tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác toàn diện, kết nối sâu rộng về kinh tế thương mại, du lịch, mở rộng giao lưu hữu nghị giữa các đoàn thể nhân dân biên giới, góp phần cụ thể hóa và đẩy mạnh thực hiện nhận thức chung cấp cao, đưa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc không ngừng phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững thời gian tới. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tổ chức tọa đàm Tín chỉ carbon, chìa khóa chuyển đổi sang một thế giới phát thải ròng bằng không. Tại tọa đàm, các đại biểu đã tham luận xoay quanh hai chủ đề: quản lý và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên vì mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam và tín chỉ carbon, giải pháp bảo vệ môi trường thông qua chuyển đổi xanh trong sản xuất và tiêu dùng. Các tham luận tại tọa đàm đã cung cấp thông tin về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng quy định về tín chỉ carbon, đồng thời đề xuất các ý kiến sáng kiến về công tác bảo vệ môi trường, xây dựng thị trường tín chỉ carbon. Trong đó, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải áp dụng các công nghệ xanh, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, giảm thiểu phát thải khí nhà kính và chất thải, tạo ra những sản phẩm và dịch vụ có giá trị gia tăng cao và bền vững. Để làm được điều này, cần có sự thay đổi tư duy và hành động của các doanh nghiệp, từ việc chỉ quan tâm đến lợi nhuận ngắn hạn sang việc quan tâm đến lợi ích dài hạn cho cộng đồng và môi trường. Nhằm đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững, ngày hôm nay tại tỉnh Phú Yên, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên tổ chức hội nghị hợp tác phát triển du lịch giữa Khánh Hòa và Phú Yên. Hoạt động xúc tiến lần này xoay quanh các nội dung khảo sát điểm du lịch tại Phú Yên, trao đổi, thảo luận các giải pháp kết nối sản phẩm du lịch để hình thành tuyến du lịch liên vùng duyên hải Nam Trung Bộ, chia sẻ thông tin du lịch để thúc đẩy phát triển nguồn khách du lịch, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tạo ra sản phẩm đặc thù, hình thành các tour du lịch chung mang đặc sắc riêng của từng địa phương nhằm xây dựng thương hiệu chung của hai tỉnh. Tại hội nghị, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên trao biên bản hợp tác. Hiệp hội Du lịch và Trường Đại học hai địa phương cũng trao bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch và đào tạo nguồn nhân lực. Xe buýt xanh trong lĩnh vực vận tải công cộng được đánh giá là xu hướng tất yếu của các thành phố lớn hiện nay. Chính phủ cũng hiện thực hóa vấn đề trên bằng việc phê duyệt quyết định số 876 từ năm 2022. Theo đó, đến năm 2050, 100% xe buýt sử dụng điện năng lượng xanh. Đây cũng là nội dung chính tại tọa đàm Hà Nội làm gì để xanh hóa xe buýt do Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội, Báo Giao thông tổ chức. Theo thống kê, Hà Nội hiện có 130 tuyến buýt trợ giá với tổng cộng 1.966 xe. Trong số này, xe buýt sử dụng năng lượng xanh là 220 xe, mới chiếm 11% cơ cấu đoàn phương tiện. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, để thực hiện kế hoạch chuyển đổi phương tiện năng lượng xanh trong hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, thành phố cần phải rà soát và hoàn thiện hệ thống định mức, đơn giá cho các loại hình xe buýt lớn, trung bình và nhỏ sử dụng điện, năng lượng xanh để tổ chức đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Bởi Việt Nam chưa có đơn vị sản xuất và lắp ráp phương tiện này. Theo kế hoạch của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, lộ trình chuyển đổi từ dầu diesel sang xe sử dụng năng lượng xanh sẽ được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2025 đến năm 2030, số lượng xe được chuyển đổi trung bình đạt 157 xe một năm. Giai đoạn 2 từ năm 2031 đến 2035, số lượng xe được chuyển đổi trung bình đạt 162 xe một năm. Hôm nay, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm hợp tác giữa Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp. Chúc mừng những thành tựu hợp tác nổi bật giữa Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp trong 40 năm qua. Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, ông Oliver Brockes chia sẻ, cách đây vài thập kỷ, Pháp là một trong những nước đầu tiên nhìn thấy tiềm năng và ý chí của Việt Nam trong công cuộc xây dựng đất nước phát triển. Những thành quả trong 40 năm hợp tác giữa Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp là minh chứng cho một mối hợp tác sâu rộng, bền chặt giữa hai cơ quan và có thể coi là một biểu tượng hợp tác hiệu quả và thành công giữa hai nước. Phát biểu tại buổi lễ, giáo sư tiến sĩ Lê Trường Giang, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam mong muốn hai bên sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc hợp tác đào tạo và nghiên cứu chung, xây dựng các chương trình, dự án nghiên cứu nhằm giải quyết những vấn đề khoa học công nghệ mới trên thế giới hiện nay như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, năng lượng và vật liệu mới, công nghệ sinh học, phục vụ tăng trưởng xanh bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Việt Nam đang nổi lên là quốc gia có nhiều sân gốp đẹp, ấn tượng, đẳng cấp, có thể tổ chức nhiều giải đấu chuyên nghiệp để các gốp thủ khám phá và thử sức. Vinpearl DIC Legends Việt Nam 2023 là giải đấu đẳng cấp thế giới đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, quy tụ nhiều golfer huyền thoại thế giới, đã tạo ra sức hút hết sức sôi động cho giải đấu năm nay. Điều làm nên sự sôi nổi đầu tiên chính là thể thức thi đấu mới, chia bảng thi đấu theo nhóm vận động viên chuyên nghiệp và nghiệp dư đan xen đã tạo ra không khí phấn khích ngay từ khi diễn ra lễ bốc thăm và càng hấp dẫn hơn khi bước vào các trận đấu. Mặc dù là ngày đầu tiên, tuy nhiên thì tất cả các hoạt động rất là sôi nổi và tạo không khí hưng phấn cũng như là khích lệ tinh thần các golfer để có thể là tham gia thi đấu những ngày kế tiếp, đặc biệt là trong những ngày giải chính thức là ngày 30 và mùng 1, mùng 2. Ngoài tính chất chuyên môn, ngày thi đấu đầu tiên cũng đã thực sự trở thành sân chơi, ngày hội cho những người yêu thích môn thể thao golf, là nơi giao lưu, học hỏi, chia sẻ và quy tụ nhiều người nổi tiếng trong nước cũng như những tên tuổi lớn của làng golf thế giới. So với các giải đấu khác thì em thấy giải đấu này cũng mang một tầm quốc tế rất là cao và cũng khá là chuyên nghiệp đối với các tổ chức của đây. Em nghe là có mấy ông mà đã thắng được trên DP World Tour, đã thắng được mấy giải major. Qua năm trước em khá là nhộn nhịp, khá là được xem các ông legend tập thì học được nhiều thứ và cũng khá là vui để được chứng kiến các ông ấy đi tập như này. Hy vọng với sự có mặt của nhiều golfer huyền thoại thế giới, sự tham gia đông đảo của người nổi tiếng trong nước, sự chuyên nghiệp của ban tổ chức, giải đấu thành công sẽ là sức hút cho du lịch Việt Nam trong thời gian tới. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin trong nước tối nay.